Nhận định bóng đá Colorado Rapids với Arsenal. 8 giờ ngày 16 tháng 7, Arsenal sẽ đánh dấu sự khởi đầu mùa bóng mới trong trận giao hữu với Colorado Rapids trên đất Mỹ vào sáng mai. Với việc đã quy tụ được khá đông đủ ngôi sao, huấn luyện viên Unai Emery tin là đội nhà sẽ không khó để giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của quá trình chuẩn bị cho mùa bóng mới. Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 tại Anh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khép lại, nhưng đến thời điểm hiện tại Arsenal vẫn chưa có được tân binh nào đáng chú ý ngoài cầu thủ trẻ người Brazil, Gabriel Martinelli. Theo chiều ra đi, pháo thủ đã chia tay khá nhiều cầu thủ ở đội một mùa giải trước như Petr, Stefan Lichtsteiner, Aaron Ramsey, Danny Welbeck và David Ospina. Chính điều này khiến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của các cầu thủ Arsenal đang gặp vấn đề. Trước chuyến bay tới Mỹ, đội trưởng Koscielny dở chứng không muốn tham dự tour du đấu, Alex Iwobi chưa thể trở lại tập trung do bận tham dự CAN Cup. Nhìn vào đội hình hiện tại mà huấn luyện viên Unai Emery đang sở hữu, người hâm mộ có lý do để lo lắng cho tham vọng của pháo thủ mùa tới. Trước khi có trận giao hữu với Colorado Rapids, Arsenal đã bị đội bóng vô danh Boreham Wood cầm hòa với tỷ số 3-3. Đó là trận đấu mà đội hình thi đấu của pháo thủ đều là các cầu thủ trẻ. Sáng ngày mai, trong trận đấu với đại diện MLS, chắc chắn huấn luyện viên Emery sẽ phải tung những cầu thủ đội hình một để dần ổn định bộ khung trước khi tham dự ICC 2019 cũng như hướng đến mùa giải mới. Đối thủ của Arsenal là Colorado Rapids, một đội bóng thuộc dạng trung bình của giải nhà nghề Mỹ. Phong độ của đội bóng này thời gian qua cũng không thực sự tốt, khi chỉ thắng 1/4 trận gần nhất, cộng thêm trình độ thua kém quá nhiều so với Arsenal. Việc đội chủ nhà trắng tay trong trận giao hữu này là điều không khiến nhiều người bất ngờ.